Xe chở hàng chuyển phát nhanh cháy dữ dội. Xe tải chở hàng chuyển phát nhanh biển số Hà Nội lưu thông trên quốc lộ một đoạn qua huyện Tuy An, Phú Yên thì cháy dữ dội. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, Phú Yên cho biết cơ quan chức năng đang xác định thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe chở hàng chuyển phát nhanh trên quốc lộ một đoạn qua xã An Dân xảy ra chiều nay, 2 tháng 9. Theo ông Khoa, xe tải chở hàng chuyển phát nhanh 29H76596 do ông Vũ Mạnh Cường ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam, Bắc, đến đoạn qua xã An Dân thì bốc cháy dữ dội. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tỉnh Phú Yên đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, toàn bộ hàng hóa trên xe bị lửa thiêu rụi, chiếc xe bị cháy trơ khung sắt. Rất may tài xế đã kịp thoát ra ngoài.